Chuẩn bị tới trận tứ kết 2 nha các bạn. Team tiên chị tiên em gặp team của chủ nhà, gồm Sang Biệt Thứ nè, Anh Mười, Công Minh và Quốc Thịnh. Team bên đây tiên chị tiên em và bà Khang cùng Nhi và Linh. Trận này là trận tứ kết 2 nha các bạn. Đánh 15 điểm tới 3 tháng 2. Đấy, tập trung thi đấu đi. Hiện tại mình đang quay tại sân bóng chuyền Anh Mai nha các bạn. Giải 4-4 nội bộ tỉnh Kiên Giang. Và team của tiên chị tiên em thì được mời cái giải này tổng 11 đội nha các bạn. Nhất 10 triệu. Sân này thuộc ấp Tà Lốc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đây, hiện tại khán giả cũng rất đông các bạn. Tiên chị số 5 nha bạn, tiên em số 6, Linh số 10, bà Khang 15, số 8 là Nhi. Rồi ôm hôn cái đi. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Đội chủ nhà phát bóng trước, điểm 0-0. Phát bóng tiếp, điểm cho chủ nhà 1-0. Điểm 1-0. Bóng ngoài. Bóng ngoài, điểm cho hai bên 1-0. Điểm 1 đều. Đập bóng tốt. Điểm 2-1. Đập bóng tốt. Điểm 2 đều. Đập bóng tốt. Tiên chị vừa ghi điểm cho team của Tiên Tiên nha các bạn. Điểm 3-2. Đập bóng tốt. 3 đều. Điểm 3 đều. Sạc bóng không qua lưới. Điểm 4-3. Đập bóng tốt. Điểm 4 đều. Đập bóng không qua lưới, điểm cho chủ nhà 5-4. Bóng chạm cọc.
Điểm 54. Đập bóng tốt. Điểm 5 đều. Hay quá Khang ơi. Chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 6-5. Điểm 6 đều. Đến cho chủ nhà 7-6. Điểm 7-6. Tấn bóng ra ngoài, điểm cho Thiên Sơn 7 đều. Điểm 7 đều. Hai bóng tiếp, điểm cho chủ nhà 8-7. Điểm 8-7. Bóng ngoài. Có bóng ngoài, điểm cho chủ nhà 9-7. Điểm 9-7. Đập bóng tốt. Điểm cho chủ nhà 8-9. Ba chị em Tiên Trị, Tiên Em và Khang tầm cao 1m72 các bạn. Còn bên đây là Linh và Nhi. Bỏ tốt, điểm cho Tiên Tiên, chết người. Điểm 9-10. Bóng ngoài. Bóng ngoài. Điểm cho Tiên Tiên 10 điều. Bóng lại bóng chạm tay trắng. Như vậy là bóng chạm tay trắng của Tiên Em nha các bạn. Điểm 11-9. Tốt quá. Điểm cho Tiên Tiên 10-11. Điểm 10-11. Bóng tốt, điểm cho chủ nhà 12-10. Điểm 12-10. Bóng ngoài, đáng tiếc quá các bạn ơi. Hiện tại thì trời đang lác đác mưa nha các bạn. Điểm 13-10. Bóng tốt, điểm cho Tiên Tiên 11-13. Điểm 11-13. Sạc bóng hỏng nữa các bạn. Điểm 14-11. Đập bóng tốt.
Điểm 12-14. Điểm 13-14. Đập bóng tốt. Kết thúc set 1 nha các bạn. Team của chủ nhà thắng nha các bạn. Hẹn các bạn lại set 2 nha. Nhớ like ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.